Rio Ferdinand vạch trần kế hoạch đào tẩu MU của Ronaldo. Cựu trung vệ Rio Ferdinand cho rằng Ronaldo cố tình chế ra bài phỏng vấn gây sốc công kích MU để tìm đường nhanh nhất tháo chạy khỏi Old Trafford. Là người anh thân thiết và luôn đứng ra bảo vệ Ronaldo trước làn sóng dư luận trong quá khứ, Rio Ferdinand giờ cũng phải thừa nhận. Anh không thể ủng hộ ngôi sao Bồ Đào Nha trong vụ việc lần này. Cristiano Ronaldo gây tranh cãi với tuyên bố bị MU phản bội và khẳng định không hề tôn trọng huấn luyện viên Erik Ten Hag cũng như các sếp lớn quỷ đỏ. Bày tỏ quan điểm trên podcast Five with Five, Rio Ferdinand nói, bạn không thể ngồi đây và bảo vệ cho Cristiano Ronaldo. Trong sâu thẳm tôi biết một thực tế, tất cả điều này được tung ra nhằm thúc đẩy việc Ronaldo rời khỏi MU càng sớm càng tốt. Mối tình giữa MU và Cristiano đã kết thúc, tôi không thấy có sự nhượng bộ nào. Tất cả được tung hê trên truyền thông do một tay Ronaldo dựng lên nhằm phục vụ cho cuộc đào tẩu. Hè năm ngoái, Rio Ferdinand tiết lộ chính anh đã thuyết phục Ronaldo trở lại Old Trafford. Tuy nhiên, cuộc chuyển nhượng không mang đến điều tốt đẹp cho cả đôi bên. Cristiano Ronaldo trải qua 3 đời huấn luyện viên ở Old Trafford và phong độ ngày càng giảm sút do tác động của tuổi tác. Bản thân CR7 không chấp nhận thực tế trở thành kép phụ trên hàng công quỷ đỏ. Chính vì lẽ đó, anh liên tục có những hành động và lời nói gây hấn câu lạc bộ, ban lãnh đạo cũng như huấn luyện viên Ten Hag.